quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tận lực Number One. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. VEC muốn tăng phí 4 cao tốc bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Tháo gỡ nút thắt phát triển cho vùng Đông Nam Bộ. Ngày 6 tháng 10, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ vào năm 2024 đối với 4 dự án đường cao tốc do đơn vị này quản lý, gồm Nội Bài, Lào Cai, Cầu Giẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Theo VEC, quyết định 2323/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền năm dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư có đưa ra lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm một lần, mức tăng 12% trên một lần. Vì vậy, VEC khẳng định việc điều chỉnh tăng phí tới đây hướng đến mục tiêu đảm bảo phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ của doanh nghiệp này. Dù quy định về đổi giấy phép lái xe từ thẻ giấy sang thẻ PET trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa có hiệu lực, nhưng những ngày qua, nhiều người dân đã ùn đi đổi giấy phép lái xe do lo sợ thời điểm chính thức sẽ đông hơn nữa. Ghi nhận tại điểm đổi bằng lái xe trường trung cấp giao thông tiến bộ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, người dân đến đổi giấy phép lái xe xếp hàng đông kín các vị trí, khá đông người dân phải đứng chờ để đến số thứ tự nộp hồ sơ. Bên cạnh nhận hồ sơ trực tiếp, nhân viên tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Giao thông Vận tải cũng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến. Công an tỉnh Quảng Bình cho biết các lực lượng công an vừa phối hợp bắt giữ Đặng Ngọc Đức, 22 tuổi, ngụ xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người cầm đầu và 15 đối tượng khác trong đường dây tín dụng đen liên tỉnh với mức lãi suất cho vay lên đến 360% trong một năm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên và đồng phạm đang tổ chức sử dụng ma túy. Công an đã thu giữ nửa viên kẹo được làm từ ma túy, các vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy và hàng nghìn trang tài liệu liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Bước đầu đấu tranh, những người này khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay số tiền trên 3 tỷ đồng với lãi suất từ 110 đến 360% trong một năm. Công an phường 15 quận 10 vừa lập hồ sơ vụ anh DNH tên viết tắt 33 tuổi quê Quảng Nam tạm trú quận 7 bị mất trộm chiếc xe máy tại bãi giữ xe trên địa bàn. Trước đó, anh H đã bị lấy trộm điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe máy và thẻ ngân hàng. Sau đó, có người nhắn anh nhặt được giấy tờ và hẹn anh đến lấy tại một siêu thị. Trong khi anh H gửi xe vào siêu thị để đi gặp người nhắn tin, thì một nam thanh niên chừng 30 tuổi đã tới bãi xe lấy chiếc xe với lý do mất vé, cần lấy xe gấp để đi làm. Kẻ gian để lại giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân của anh H. Trưa ngày 6 tháng 10, Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường xong và đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy làm một người đàn ông tử vong. Theo đó, hơn 9 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến cầu Đồng Nai, bên địa phận phường Bình Thắng, thành phố Di An, tài xế cho xe chạy xuống gầm cầu để quay đầu lại. Trong lúc đang chuyển làn thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Trường Quy, tên viết tắt, sinh năm 1968, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điều khiển chạy cùng chiều. Va chạm làm ông Quy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong thương tâm. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, hội thảo cơ chế đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ đề xuất cơ chế tài chính và đầu tư phát triển vùng vừa được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng vùng Đông Nam Bộ vẫn là vùng kinh tế đầu tàu của cả nước, nhưng vai trò, vị trí của vùng trong nền kinh tế đang suy giảm trên hầu hết các mặt. Nguyên nhân do chưa đổi mới mô hình tăng trưởng, vấn đề thể chế liên kết vùng chưa đồng bộ, chính sách huy động các nguồn lực còn hạn chế. Đáng chú ý, liên kết hạ tầng giao thông trong vùng còn thiếu yếu và chưa đồng bộ. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, vùng Đông Nam Bộ có vai trò như thế nào trong việc phát triển kinh tế?
Hiện nay, vùng Đông Nam Bộ cần tháo gỡ điều gì? Vùng Đông Nam Bộ phải là một cơ thể thống nhất để phát triển vươn lên và có cái tính cạnh tranh quốc tế, chứ không phải là trong Việt Nam. Thì muốn vậy thì vùng Đông Nam Bộ phải có một cái mạng lưới cơ sở hạ tầng mạnh và hiệu quả. Và chúng ta thấy rất rõ là cái nút thắt trong phát triển của vùng Đông Nam Bộ đấy là hạ tầng liên kết vùng, mà trong đó giao thông vận tải là một cái hạ tầng cốt lõi nhất, chiến lược. Thì hiện nay các cái tuyến đường cao tốc của chúng ta còn thiếu rất nhiều và cái quy mô nó còn nhỏ, dẫn đến là tình trạng ách tắc giao thông, tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với vận chuyển con người và đặc biệt là vận tải hàng hóa và logistics là bị ách tắc. Thì muốn thành phố phát triển được, muốn vùng phát triển được thì phải giải quyết cái nút thắt về hạ tầng. Và để giải quyết nút thắt về hạ tầng liên vùng thì phải có cơ chế phối hợp vùng, chính sách của vùng. Thế thì chúng ta bắt đầu luôn, thì đối với vùng thành phố Hồ Chí Minh thì phải cần kết nối bằng cái hạ tầng đa phương thức, đấy là đường bộ, đường sắt và đường sông, cả ba phương thức đấy cần. Nhưng mà trước mắt thì cần tập trung vào cái hạ tầng nào, thì theo tôi là đường bộ, tức là mạng lưới đường cao tốc liên vùng là cần phải được đẩy nhanh, phải có cơ chế vốn, huy động vốn cho nó. Sau đó là đến thực hiện cái mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài về các tỉnh thành để tạo thành một cái vùng đô thị Đông Nam Bộ được đi lại chủ yếu bằng đường sắt đô thị trong tương lai. Đó. Và đồng thời là trong lúc phát triển đường sắt đô thị thì cần phải cải tạo các cái hành lang đường sông như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Xoài Rạp để mà phục vụ cái vận tải hàng hóa cũng như là hành khách. Thế thì bây giờ để chúng ta đang đầu tư cái tuyến đường vành đai 3, nhưng mà tôi nói rồi, đường vành đai 3 khi mà mở ra 5 năm đến 7 năm là nó sẽ tắc. Và có nghĩa là để giải quyết tắc trong đường vành đai 3 thì phải phát triển các cái tuyến đường bộ cao tốc nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành xung quanh, đặc biệt là Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh. Và những cái dự án cao tốc cụ thể như là Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành, Biên Hòa, Đồng Nai, nâng cấp cái đường cao tốc mà Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành là phải triển khai ngay sớm. Tuy nhiên, cơ chế và nguồn lực tài chính vẫn là nút thắt lớn trong đầu tư liên kết vùng. Vậy Trung ương và các địa phương cần làm gì thưa ông? Trung ương cùng với các địa phương, các bộ ngành phối hợp để tạo cái nguồn vốn cho nó, tạo cơ chế cho nó. Thì tôi vẫn nói rằng mạng lưới đường bộ chúng ta hiện nay cái nhu cầu vận chuyển là rất lớn. Bất cứ khi nào chúng ta mở đường mới ra là lập tức có xe. Và có nghĩa là nếu như triển khai dưới mô hình là BOT thì sẽ có doanh thu từ vé, từ phí. Và cái đó sau một số năm, sau một thời gian nó sẽ tạo ra cái quỹ để mà trả cái nguồn vốn vay ban đầu. Vậy thì đó là cái cách mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh là có thể kiến nghị cùng với Trung ương để mà triển khai luôn. Ví dụ như là kinh nghiệm của nước ngoài như là Nhật Bản hay Trung Quốc hay các nơi, thì với những cái tuyến đường cao tốc kết nối những thành phố lớn với các tỉnh thành xung quanh thì 50% chi phí đầu tư sẽ là Trung ương, 50% còn lại là sẽ là địa phương. Ví dụ như vậy là một cái cách người ta hay phân bổ cái trách nhiệm là như vậy. Thì 50% còn lại thì ví dụ như là tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài chẳng hạn, ví dụ thế, thì cái phần của Thành phố Hồ Chí Minh để Thành phố Hồ Chí Minh lo cái 50% đó, còn Tây Ninh thì lo cái phần 50% còn lại của mình. Nhưng với nghị quyết 98 thì cũng có thể là Thành phố Hồ Chí Minh với cái tiềm lực của mình có thể, và với cái cơ chế đặc vụ của mình được Trung ương trao cho, thì có thể áp dụng đầu tư luôn cho cả cái tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta có thể triển khai trong cái giai đoạn tới. Đó. Và những cái thay đổi về cơ chế, những cái thay đổi về thể chế là bắt đầu từ những cái việc cụ thể như vậy thì nó mới ra được. Còn nói về tháo cơ chế thì đương nhiên là tháo cơ chế rồi, nhưng mà tháo như thế nào thì sẽ bắt đầu bằng những công việc cụ thể, bằng những dự án cụ thể.
Vậy Đông Nam Bộ có cần cơ chế đặc thù riêng để phát triển không, thưa ông? Nó muốn một cái vốn rất là lớn và cái nó phải có một cái sự chuẩn bị khá là kỹ càng và có tính chất gọi là bao quát chiến lược trong cái vấn đề này, phải có một cái cơ chế đặc thù riêng cho phát triển đường sắt đô thị và đường sắt vùng cho Thành phố Hồ Chí Minh và cho các tuyến đường sắt mà kéo dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành xung quanh. Nó phải có một cái cơ chế đặc thù thì cái đó có lẽ là Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu để trình bổ sung thêm vào cái nghị quyết 98. Những cái gì mà áp dụng nghị quyết 98 mà Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng mà liên quan đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên kết vùng thì áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng luôn cho các tỉnh thành xung quanh, cho chính cái hạ tầng đó, cho chính những cái tuyến đó. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Livestream bán hàng hùng đầm bông, chị nhỏ tạ to khổng lồ. Đâu rồi, thiếu tỉnh táo, thiếu sức mạnh, hãy uống nước tăng lực number one. Tỉnh táo, tức thì tăng thêm sức mạnh. Đầm cho chị nhỏ tạ cho anh hùng uống number one. Chốt đơn number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Kính thưa quý vị, là người bạn đồng hành của độc giả, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh, thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất vui khi liên tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc khắp nơi gửi về. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay sẽ được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Minh Liên, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đến phản ánh trực tiếp tại trụ sở Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chị cho biết tham gia hẹn hò trên Telegram thông qua chương trình Câu lạc bộ Love. Chương trình tìm cho chị một đối tượng để hẹn hò, nhưng họ kiểm soát mọi thông tin liên hệ. Qua 2 năm hẹn hò online, nhưng chị không biết người kia ở đâu. Đến lúc chị đề nghị gặp trực tiếp, thì họ đề nghị chị chuyển 50 triệu tiền phí. Linh tính mình bị lừa, nên chị tìm đến báo để được tư vấn hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Đặng Hồng Kỳ, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, phản ánh về việc người kế bên nhà anh xây dựng lấn chiếm đất của gia đình anh và lấn chiếm đất công. Người này đã bị xử phạt hành chính vì hành vi lấn chiếm đất công, buộc tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng hơn một năm nay, người này vẫn không thực hiện mà còn đe dọa thách thức. Anh đã gửi đơn lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình Nóng hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực number one. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.